Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Quốc lộ 55 đoạn đi qua xã An Nhất, huyện Long Điền là khu vực đông dân cư tập trung sinh sống. Tại nhiều thời điểm trong ngày, ở khu vực này đã xuất hiện tình trạng mất an toàn do hạ tầng giao thông đã không đáp ứng kịp mật độ phương tiện lưu thông qua đây. Vào các giờ cao điểm trong ngày, lưu lượng phương tiện tập trung tại khu vực này rất cao. Trong vài phút đồng hồ, đã có hàng chục lượt xe tải chở đất đá, xe bồn chở nhiên liệu, xe khách loại lớn, cùng với đó là hàng trăm lượt xe máy lưu thông trên quốc lộ 55. Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt đường tương đối hẹp, tại một số khu vực đã xuất hiện tình trạng đường hư hỏng, cát đá rơi vãi khiến diện tích lưu thông bị thu hẹp. Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm yêu cầu giảm tốc độ, thế nhưng vẫn có nhiều xe ô tô tải trọng lớn chạy với tốc độ cao. Nhiều thời điểm còn chiếm dụng luôn diện tích lưu thông của các xe hai bánh. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với các khu vực đông dân cư. Cùng với đó, nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển xe máy như hành vi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như gắn các biển cảnh báo nguy hiểm, lắp đặt gờ giảm tốc. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, lắp biển hạn chế tốc độ các phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm tại khu vực này. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 8 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương tăng 6 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, 4 vụ do chạy quá tốc độ, 1 vụ do lưu thông ngược chiều, 2 vụ do không giữ khoảng cách an toàn, 2 vụ do không chú ý quan sát, 1 vụ do không nhường đường, 2 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 915 trường hợp, trong đó không đội mũ bảo hiểm 338 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 714 trường hợp, tạm giữ 148 ô tô xe máy, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.